Tiếp theo là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay Việt Nam đang nỗ lực đàm phán phân giới đối với Cambodia. Phần tin chi tiết Mai Phi Long gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, sau khi ông Hun Sen, Thủ tướng Cambodia, tiết lộ về thỏa thuận mới đạt được giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Cambodia trong việc phân định biên giới, thì Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam hôm 26 tháng 5 cho biết hai bên đang nỗ lực đàm phán để giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% đường biên giới còn lại. Tuy nhiên, không hề xác nhận hay tiết lộ chi tiết về thỏa thuận mà ông Hun Sen nói tới. Trước đó, trong buổi gặp gỡ với cộng đồng Cambodia tại Âu Châu vào ngày 21 tháng 5, trước khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, ông Hun Sen cho biết là các ủy ban biên giới của Cambodia và bên phía Cộng sản Việt Nam gần đây đã đàm phán và đạt được đồng thuận về ranh giới cho 6% trong số 16% còn lại của đường biên giới chưa phân định giữa hai nước. Ông Hun Sen cho hay đã mời Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đến thăm Cambodia và ký thỏa thuận về 6% đường phân giới này. Ông cũng đề cập đến cuộc gặp gần đây với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là ông Phạm Minh Chính trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ vào ngày 12-13 tháng 5 tại Washington qua. Thủ tướng Cambodia cũng chỉ trích những người cáo buộc ông nhượng đất cho Việt Nam. Ông lập luận rằng nếu điều này đúng thì ông không cần phải đàm phán như đã từng làm với Việt Nam về 6% đường biên giới. Trong khi đó, phía Cộng sản Việt Nam cho tới nay vẫn chưa khẳng định gì về tiết lộ của Thủ tướng Hun Sen về diễn tiến mới trong việc phân định đường biên giới. Thưa quý vị, liệu Thái Lan và Việt Nam có thể hợp tác để tăng giá gạo xuất cảng hay không? Thủ tướng Thái Lan ông Prayut Chan-o-cha vào ngày 27 tháng 5 cho biết Thái Lan và Việt Nam nên hợp tác để nâng giá gạo xuất cảng. Hãng tin Bloomberg trích thuật lời của ông Thankorn Wanbun Wanchana, phát ngôn viên của Thủ tướng Thái Lan, nói rằng việc hợp tác tăng giá gạo giữa hai nước sẽ có lợi cho hàng triệu nông dân trồng lúa ở cả hai nước vốn đang phải vật lộn với giá cả, chi phí gia tăng trong khi giá gạo vẫn đứng yên. Những tuyên bố này được đưa ra giữa lúc mà Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là ông Trần Thanh Nam có cuộc gặp với giới chức Thái Lan vào ngày 26 tháng 5 để thảo luận về hợp tác giữa hai nước. Theo đài RFA, nguy cơ giá gạo gia tăng xuất hiện khi mà có xu hướng bảo hộ đối với thực phẩm và lạm phát gia tăng. Nhiều quốc gia trên thế giới đang muốn hạn chế về việc xuất cảng nông sản. Điển hình như Ấn Độ là quốc gia xuất cảng gạo nhiều nhất trên thế giới cũng còn đang tính toán đến việc hạn chế xuất cảng gạo sau khi mà hạn chế xuất cảng đường và bột mì. Giá bột mì và bắp đang tăng trên toàn thế giới kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Mặc dù vậy, cho đến lúc này thì giá gạo vẫn còn khá ổn định. Nguyên nhân được cho là nhờ vào nguồn cung cấp dồi dào. Hiện nay, Thái Lan là nước xuất cảng gạo nhiều thứ hai trên thế giới và Việt Nam là đứng thứ ba. Gạo xuất cảng của hai quốc gia này chiếm 25% lượng gạo bán trên thế giới. Các nước nhập cảng gạo chính của hai nước là Trung Cộng, Phi Luật Tân và Nigeria. Bộ Công an Cộng sản xây dựng phương án cấp tài khoản an sinh để mỗi người dân đều nhận được sự hỗ trợ. Theo báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 5 năm 2022, đoàn tin là Bộ Công an Cộng sản và một số cơ quan khác cùng Ngân hàng Thương mại đang thực hiện xây dựng phương án cấp tài khoản an sinh cho người dân để mỗi người đều có thể tự nhận được tiền trợ cấp từ nhà cầm quyền. Trung tá Nguyễn Thành Vĩnh, đại diện cơ quan cảnh sát cai quản hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an cho biết, tài khoản này để bảo đảm tiền hỗ trợ được chi trả đúng người, đúng thời điểm, giám sát hiệu quả, giảm thiểu thủ tục. Người dân chỉ cần nhớ dãy số định danh là mã số định danh cá nhân. Đây cũng là số tài khoản ngân hàng phục vụ an sinh xã hội để nhà cầm quyền hỗ trợ tiền. Theo ông Vĩnh, người dân được quyền tự do lựa chọn tài khoản ngân hàng theo ý muốn. Hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ cập nhật số thông tin tài khoản mà người dân đã lựa chọn. Bà Nguyễn Thị Thu, đại diện vụ thanh toán ngân hàng nhà nước cho rằng, mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả an sinh xã hội Việt Nam gặp thách thức khi nhiều người được hưởng sống ở những vùng khó khăn. Nhiều chuyên gia thì đề nghị rằng cần phải khuyến khích người dân chi tiêu trên sàn thương mại điện tử, đẩy mạnh quét mã QR code đến tận chợ cóc để người dân dùng thanh toán khi mua mớ rau còn cá. Theo dư luận,
đề nghị trên của các chuyên gia cũng như phía công an cộng sản mang tính bi hài và thiếu thực tế. Do ở nhiều vùng nông thôn, miền núi không có dịch vụ ATM rút tiền mặt và nhiều người dân không dùng điện thoại, hoặc nếu có thì cũng dùng điện thoại là loại chỉ nghe và gọi ra mà thôi. Thưa quý vị, tại Việt Nam một quy định mới đó là nhìn gợi tình và nháy mắt liên tục cũng bị xem là quấy rối tình dục. Theo như tờ báo Jin ngày 31 tháng 5 năm 2022 loan tin, thì Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại VCCI cho ra đời dự thảo Bộ Quy tắc chống quấy rối tình dục. Nội dung của dự thảo quy định có 3 hình thức quấy rối tình dục, gồm có quấy rối mang tính chất về thể chất, quấy rối bằng lời nói và quấy rối bằng ngôn ngữ cơ thể. Đối với hành vi quấy rối bằng ngôn ngữ cơ thể gồm có những hành vi nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, cử chỉ ngón tay mang tính gợi ý tình dục, phô bày tài liệu phô dâm, gửi ảnh hoặc đồ vật, tin nhắn có liên quan tới tình dục và có nhiều hành vi khác. Còn hành vi quấy rối mang tính thể chất được quy định gồm có hành động, cử chỉ tiếp xúc tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc là gợi ý tình dục như là cố tình động chạm vào cơ thể của đối phương, sờ mó, vuốt ve, cấu véo, ôm ấp hoặc là hôn, tấn công tình dục, cưỡng dâm hoặc là kiếp dâm. Quấy rối tình dục bằng lời nói được quy định là những lời nói trực tiếp, nói qua điện thoại hoặc là phương tiện điện tử có nội dung tình dục hoặc là ngụ ý tình dục cũng như là những nhận xét không phù hợp về mặt xã hội văn hóa và không được mong muốn. Ngoài ra, còn các hành vi khác cũng bị xếp vào tội quấy rối tình dục như là chuyện cười, gợi ý về tình dục hay là những nhận xét về trang phục, cơ thể ai đó khi có mặt hoặc là nói hướng về tới họ, những đề nghị yêu cầu không mong muốn hay là lời mời đi chơi mang tính cá nhân riêng tư. Các quy định trên được áp dụng bởi các công ty, đơn vị, sử dụng, lao động hoặc là ở trong khu vực công hoặc tư. Cái này chắc mình về Việt Nam mình đi buôn mắt kiến đen, đeo vào là khỏi cần là biết là có nháy mắt hay không nháy mắt, có nhìn hay không nhìn. Thưa quý vị, chị Quyên có một ông anh, cái bẩm sinh, cái mắt nó cứ nháy liên tục. Đó, cho nên khi mà đọc cái bản tin này thì chị Quyên nói chứ phải nhắc ông anh nha, khi mà có đi đâu về Việt Nam là giống như là Mai Phi Long nói, đeo cặp mắt kiến hoặc là kiếm cái đồ gì che lại. Hoặc là hình như có một cái loại đồ để trang điểm giống như cái băng keo, cái mình dán cái mí mắt lại, dán cho nó khỏi cần phải nháy mắt được. Còn thôi là mua đồ Halloween đó, Mai Phi Long đeo sang cái con mắt đen che lại. Phức tạp quá. Vâng. Bản tin kế tiếp nói về đạo diễn Adele Phạm và câu chuyện về ngành làm móng tay của người Việt. Thưa quý vị, phái đẹp ở hầu hết mọi nơi trên khắp nước Mỹ thường đến các tiệm nail cho người Việt làm chủ để làm móng tay. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà cộng đồng người Việt có thể thống trị nền kinh tế làm về cái chuyện làm nail, một kỹ nghệ trị giá 8 tỷ Mỹ Kim ở tại nước Mỹ. Để giải đáp cái thắc mắc này thì đạo diễn Adele Phi Phạm đã cho ra đời bộ phim mang tên là Nailed It. Bộ phim giúp khán giả chu du từ Los Angeles đến Bronx bên New York để gặp gỡ những con người và các mối quan hệ đa dạng đằng sau hoạt động thương mại đang bùng nổ và đầy bí ẩn. Nailed It được công bố trên đài PBS vào tháng 5 năm 2019 và là bộ phim có lượng phát trực tuyến cao nhất trong loạt phim America Reframed. Bộ phim giúp cho người hiểu hơn về nguồn gốc và văn hóa ngành nail của Việt Nam. Đạo diễn Adele Phi Phạm là một nhà hoạt động và nhà làm phim có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phim tài liệu. Bộ phim Nailed It là bộ phim tài liệu nổi bật của đạo diễn này. Bộ phim tiếp theo của bà Phạm là State of Oregon, ghi lại một kẻ theo chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng ra tay sát hại nạn nhân người gốc Phi Lanell Bruce Jr. vào năm 2016 ở tại Wrexham, Oregon. Bộ phim như một tấm nền phản ánh quê hương của người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng ở tại Oregon một thế kỷ rưỡi trước đó. Bộ phim ngắn cùng tên đã được phát hành bởi Field of Vision vào năm 2017 và đạt được hơn 187.000 lượt xem.
Vâng, thưa quý vị, qua bản tin vừa rồi thì chúng ta cũng đang nhớ tới SPTN sẽ có một chương trình Nail Queen sắp tới đây vào tháng 6 năm 2022. Và thí sinh rất là đẹp và dễ thương đang có mặt ngay tại phim trường của SPTN, kính thưa quý vị. Vâng. Nhiều sự kiện đến trong SPTN năm nay, dạ, coi như là chúng ta phải gỡ lại trong 2 năm dịch. Vâng, có rất là nhiều người thích cái công việc này cũng như là những cái sự thay đổi mới của SPTN đến gần với khán giả hơn là trong những năm vừa qua. Vâng, chúng tôi đang cố gắng thay đổi về những cái ý kiến của quý vị đã đưa ra cho các anh chị em cũng như là ban giám đốc của đài truyền hình SPTN. Vâng. Dạ, đến đây chúng tôi sẽ được tạm ngưng phần tin trong giây lát và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những phóng sự từ San Jose. Mời quý vị nhớ đón theo dõi.